Toyota Crown Crossover đã chính thức trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi giữa năm 2022. Đây là thành viên ra mắt đầu tiên của dòng Toyota Crown thế hệ mới đồng thời cũng sở hữu thiết kế gây tranh cãi nhất. Sở dĩ Toyota Crown Crossover có thiết kế khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vì mẫu xe này như sự kết hợp kỳ lạ giữa hai phân khúc sedan và SUV. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn hãng Toyota bổ sung phiên bản off-road cho Cross Over, sau gần 2 năm xe ra mắt. Được gọi bằng cái tên Landscape, phiên bản mới này là một phần trong những nâng cấp dành cho Toyota Crow Cross Over 2024 ở thị trường Nhật Bản. Được định vị như bản cao cấp và dành cho những người yêu thích phiêu lưu, Crow Cross Over Landscape có thêm những nâng cấp giống xe Việt dã để phù hợp với các hoạt động ngoài trời hơn. Trên thực tế, phiên bản Landscape lấy cảm hứng thiết kế từ Toyota Crown Outdoor Concept ra mắt vào năm 2023. Tất nhiên, so với phiên bản Concept, một số chi tiết của Crown Cross Landscape đã được điều chỉnh cho phù hợp với xe thương mại. Có lẽ hãng Toyota cũng lường trước rằng sẽ không có nhiều chủ sở hữu mang Crown Cross Over Landscape đi chạy off-road thực sự. Do đó, hãng chỉ trang bị bộ vành hợp kim 18 in, nằm trong lốp 245 trên 60 giờ 18 chạy mọi địa hình, cho mẫu xe này. Bên cạnh đó, Xe còn có khoảng sáng gầm tăng 25mm so với bản thường nhờ hệ thống treo cải tiến. Theo hãng Toyota, khoảng sáng gầm cao hơn không chỉ giúp xe vượt chướng ngại vật dễ dàng hơn, mà còn nâng cao cả vị trí lái và mang đến tầm nhìn tốt hơn. Điểm nhấn tiếp theo nằm ở ốp của lốp bằng nhựa, sơn màu đen Gorigori gori Black và được cố định bằng bu lông trần. Sự kết hợp giữa những chi tiết màu đen và bộ cánh ngoại thất màu xanh lục Urban Kaki càng khiến phiên bản Landscape đậm chất việt dã hơn. Chưa hết hãng Toyota còn trang bị chắn bùn màu đỏ ở phía sau bốn bánh của xe, móc kéo, đèn sương mù cỡ lớn hơn ở phía sau và ba gơ nóc tùy chọn cho xe. So với Crown Outdoor Concept, phiên bản Landscape thiếu hệ thống đèn bổ trợ trên nắp capo và nóc. Bên trong xe, phiên bản này không có nhiều thay đổi. Xe chỉ có logo Landscape màu vàng trên mặt táp lô, và hàng ghế sau gập 60 để chở những đồ vật dài hơn, như ván trượt. Động cơ cũng không có gì mới, được phát triển dựa trên Toyota Crawl Cross Over RS, nên phiên bản Landscape dùng hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng tăng áp, dung tích 2.4 lít và 2 motor điện, cho công suất tổng cộng 268 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động E4A Hiện Toyota Crawl Cross Over Landscape chỉ dành cho thị trường Nhật Bản. Xe sẽ bắt đầu được bán ra ở thị trường nội địa vào tháng 12 năm nay với giá 1 tỷ 123 triệu trong khi Bugnok có giá 7 triệu 4. Ngoài Landscape, dòng xe Toyota Cross Over 2024 tại Nhật Bản còn có 4 bản là X, G, Z và ZS với giá bán khởi điểm từ 721 triệu.